gì khởi động. Vâng, trước khi các thí sinh của chúng ta đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thi ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng trò chuyện với họ một chút. Chúng tôi để ý là ngày hôm nay các bạn cùng đeo những cái tấm ruy băng với những màu khác nhau. Tất nhiên đây không phải là điều mà chương trình dặn các bạn thí sinh rồi. Tôi muốn hỏi là Đình Tùng, bạn đang đeo một chiếc ruy băng màu xanh, nó có ý nghĩa gì ạ? Đây là ruy băng màu xanh này có hai ý nghĩa biểu tượng. Một là màu xanh của biển, Hải Phòng là thành phố cảng và thành phố biển. Và thứ hai nữa đó là màu áo khoác đồng phục, cũng như là màu đặc trưng của trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú Hải Phòng ạ. Rất tuyệt vời ạ. Nguyên Sơn thì sao ạ? Màu đỏ như là tình yêu ạ? Thực ra là có thể nói tình yêu cũng một phần đúng ạ, bởi vì đây là màu đỏ đại diện cho Hà Nội của em, trái tim của đất nước, và cũng là tình yêu của em đối với thủ đô của chúng ta. Rất đáng yêu ạ. Và Nguyên Vũ thì tôi đang nhìn thấy bạn đeo một tấm ruy băng màu vàng. Màu vàng này là nàng công chúa ạ, hay sao? Không, màu vàng này thì của em là có hai ý nghĩa chính. Đầu tiên thì mọi người luôn biết là những người chiến thắng tại Olympic hay các cuộc thi thể thao thì luôn sẽ có tấm huy chương vàng. Và màu vàng chính là biểu tượng của chiến thắng. Và một ý nghĩa khác nữa đó chính là những hình ảnh đồng hồ vàng sẽ rất dễ khiến mọi người liên tưởng đến quê hương Thái Bình của em ạ. Và đây chờ tình yêu mà em dành cho quê hương em. Wow. Rồi ạ. Còn màu xanh của anh Đức chắc là không gian tươi mát thiên nhiên của Sơn La nhỉ? Màu xanh lá em chọn hôm nay cũng có hai ý nghĩa. Thứ nhất là Sơn La là một tỉnh rừng núi, nhiều đồi núi và rừng. Nên là em muốn mang theo cái tâm, cái hồn của tỉnh về đây hỗ trợ cho em cuộc thi. Ngoài ra với em, màu xanh lá cũng là biểu tượng cho sự bất khuất, kiên trung và không bỏ cuộc, kể cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất ạ. Rất là ý nghĩa ạ. Hai anh em mình không có ruy băng nào màu gì để đeo anh ha? Ừ, chẳng có cái màu gì. Nhưng mà chúng ta thì có rất nhiều câu hỏi cho các bạn thí sinh đây ạ. Vâng, chúng ta sẽ cùng xem những câu hỏi của chúng tôi sẽ mang đến màu đỏ hay là màu đen với lời thi khởi động đầu tiên. Các bạn cứ tập trung thi nhé, còn lại để chúng tôi lo. Trong dấu chấm là dạng đa giác nào? Đinh Tùng. Tam giác. 10 điểm. Chữ O trong OLED, một công nghệ sản xuất màn hình TV là viết tắt của từ tiếng Anh nào? Organic. 10 điểm cho Nguyên Sơn. 55 năm trước, quân và dân vùng đất nào đã được phong tặng danh hiệu đất Nguyên thành đồng? Bến Tre. Củ Chi mới đúng ạ. Hiện nay miền Nam nước ta có 10 tỉnh đều có huyện cùng tên đó là Nguyên gì? Nguyên Vũ. Châu Thành. Chính xác. How many goals are there in the United Nations Millennium Development 15. Goals? 8. Từ nào còn thiếu trong dấu ba chấm, con nơi tuy thô sơ ra thịt lên đường không bao quên. Giờ. Nhỏ bé ạ. Tính đến năm 2022, bóng đá nữ Việt Nam đã mấy lần đoạt huy chương vàng SEA Games? Đinh Tùng. 3. 7 lần cơ ạ. Với bức thư gửi cho nghệ sĩ nào, em Nguyễn Bình Nguyên đã đạt Nguyễn giải nhất quốc gia? Nguyễn Thái Sơn. Đúng là như vậy. Trong bảng cân hoài Mendeley F2, chữ cái tiếng Anh không xuất hiện trong ký hiệu hóa học. Anh Đức. Quy. Quy hay Q? Đúng vậy. Những số nguyên nào có bình phương bằng tổng của số liền trước và số liền sau đó? Số 3. 0 và 2 ạ. Như vậy là các thí sinh của chúng ta đã vượt qua lượt thi khởi động đầu tiên và số điểm các bạn đang có lần lượt là Nguyên Sơn có 10 điểm, 15 điểm thuộc về Nguyên Vũ và anh Đức đang sở hữu số điểm 10. Như vậy là sau lượt thi khởi động đầu tiên này thì Nguyên Vũ đang tạm thời nhỉnh hơn một chút với số điểm 15. Bạn đang cảm thấy thế nào? Hiện tại thì em đang đứng trước cuộc thi chung kết nhưng mà em vẫn cố gắng giữ cho mình một cái tâm thế thoải mái nhất ạ. Và đây cũng chỉ là những bước dạo đầu mà thôi, cho nên những bạn thí sinh còn lại, Nguyên Sơn, Nguyên Vũ, Anh Đức và Đình Tùng hãy thật sự bình tĩnh nhé. Chúng ta sẽ làm được. Cố lên. Vâng, Đình Tùng hãy cố gắng nhé. Và cả bốn thí sinh chúng ta sẽ cùng đến với lượt thi khởi động thứ hai. Loại diốt nào được sử dụng nhiều nhất trong chiếc quay S14? Anh Đức. LED ạ. Diode phát quang ạ. Hay LED. Tổng bí thư nào của đảng ta từng được đào tạo để trở thành phi công? Lê Hồng Phong. Chính xác. Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tỉnh nào của nước ta có dân số ít nhất? Tỉnh Gia Lai. Đáp án là Bắc Cạn ạ. The letter G. Nguyên Vũ. 2G, Generation. 3G. Chính xác. 4G and 5G stands for. Việc đó không tốn kém khó khăn gì, gái trai già trẻ ai cũng nên anh làm Đức, và ai cũng làm đúng. Được. Đúng là như vậy. Trong thơ Lưu Quang Vũ điều gì rung rinh nhịp đập trái tim người như tiếng sáo của dây đàn bóng nhỏ? Tình yêu ạ. Tiếng Việt ạ. Năm 2022, thành phố nào của Nam Bộ được UNESCO ghi danh của mạng lưới? Đinh Tùng. Bạc Liêu ạ. Cao Lãnh ạ. Quần đảo Trường Sa hay quần đảo Hoàng Sa có nhiều đảo hơn? Đinh Tùng. Trường Sa. Chính xác.
Nhà toán học nào được cho là người đã có công hợp nhất đại số và hình học Euclid? Lomachevsky. Đáp án là Descartes ạ. Như vậy là chúng ta đã vượt qua lượt thi khởi động thứ 2. Và số điểm các bạn thí sinh đang có lần lượt là 10, 10, 25 và 20. Bạn có thể thấy rằng là các thí sinh của chúng ta đã bắt đầu nhập cuộc tốt rồi. Tuy nhiên thì những câu hỏi ở phần thi chung kết này luôn luôn là khó hơn rất là nhiều, đúng không? Thế anh Đức, tôi muốn hỏi là bạn ấn tượng với câu hỏi nào nhất? Em ấn tượng với câu hỏi về bảng tuần hoàn ở lượt thi đấu hơn nhất ạ. Tại sao ạ? Chúng tủ ạ. À. Vâng, tôi hy vọng là trong lượt thi khởi động thứ 3 này chúng ta sẽ còn nhiều câu trúng tủ hơn dành cho các bạn, đúng không ạ? Thế còn Nguyên Vũ thì sao? Em ấn tượng với câu nào? Em có nghĩa là ấn tượng với nhất với câu bức thư gửi cho nhà sĩ piano Đặng Thái Sơn ạ. Và đó cũng là câu mà Nguyên Vũ giành được điểm, đúng không ạ? Dạ vâng, em rất ấn tượng với sự kiện này ạ. Còn Nguyên Sơn thì sao ạ? Em nghĩ là câu về Tổng Bí thư Lê Hồng Phong là một câu khá là hay ạ, bởi vì nó đem lại một kiến thức em nghĩ là có thể là không nhiều người biết đến lắm ạ. À, tức là câu nào mà trả lời được là câu đấy hay. Ừ, đúng rồi. Còn Tùng thì sao? Em rất là tốt đấy, bởi vì là lúc đầu thì em chưa có điểm mà bây giờ em đã có 10 điểm rồi, tiến bộ vượt bậc. Tùng cảm thấy thế nào, có đỡ căng thẳng hơn không ạ? Có lẽ là cũng đỡ căng thẳng hơn một chút ạ. Vì em cũng đang hơi tiếc một câu đã học rồi nhưng mà lại đọc nhầm, nên là trả lời hơi nhầm. Vâng, và tôi hy vọng rằng là những cái kiến thức mà chúng ta được học, đến khi mà câu hỏi đưa ra một cái thì chúng ta lục lại thật nhanh và nó đến thật nhanh, đúng không? Bây giờ sẽ là những câu hỏi trong lượt thi khởi động thứ 3. Trò chơi dân gian nào đã có đóng góp quan trọng trong quá trình sáng chế cột thu lôi của Benjamin Franklin? Nguyễn Sơn. Thả diều ạ. Đúng là như vậy. Pin lít sử dụng trên các thiết bị điện tử di động ngày nay dựa vào Nguyên sự chuyển động. Li ti. Chính xác. Trong tác phẩm nào viết năm 1941 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra định một nhận định? Lịch sử nước ta. 10 điểm. Vườn quốc gia nào nằm trên dãy Trường Sơn được UNESCO ghi danh là di sản thiên nhiên thế giới? Nguyên Vũ. Bang. Chính xác. In Vietnam, which Nguyên animal Vũ. Is known as chính xác. Asian unicorn? Ai là vận động viên đầu tiên của nước ta lọt vào top 300 thế giới trên bảng xếp hạng của ATP? Lý Hoàng Nam. 10 điểm. Sau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị mất đi, hiện nay châu Âu còn quốc gia duy nhất nào? 10 điểm cho Nguyên Sơn. Các trạm thu phí không dừng ở nước ta sử dụng loại sóng gì để nhận dạng thẻ định Nguyên danh ETAP? Sóng vô tuyến. Đúng là như vậy. Kẽm monoxit titan dioxide, avobenzo là các chất thường định có tùng. Trong thành phần. Sáp ạ. Kem chống nắng ạ. Năm 2022 chúng ta kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ nổi tiếng Hoàng Cầm ạ. Chính xác rồi. Ai đã khẳng định từ lo sợ không có trong tư duy quân sự Việt Nguyên Nam? Nguyên Vũ. Từ vô quân sáp. 10 điểm. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2022, huyện đảo nào ở nước ta khuyến nghị du khách không bao giờ? Huyện đảo Cô Tô ạ. Đúng là như vậy. Theo quỹ Nobel, giải Nobel của lĩnh vực nào sẽ được công bố đầu tiên vào ngày 3 tháng 10 năm 2022? Nobel Hòa Bình. Nobel Y Sinh ạ. Vị tướng nào dưới thời Chúa Nguyễn được xem là người mở cõi Nam Bộ về việc sắp nhập chủ quyền? Nguyễn Hữu Cảnh. 10 điểm. Theo dự báo của Liên Hợp Quốc, dân số thế giới có thể đạt mốc bao nhiêu người vào ngày 15 tháng 11? 8 tỷ người. Chính xác. Vâng, như vậy là các thí sinh của chúng ta đã vượt qua 3 lượt thi khởi động rồi. Và số điểm của họ đã có những số điểm rất xứng đáng ban đầu. Và chúng ta sẽ cùng tổng kết lại số điểm mà 4 bạn đang có sau phần thi đầu tiên. Đang sở hữu số điểm 30 là Đinh Tùng, 40 là điểm số của anh Đức. Đang có 50 điểm là Nguyên Sơn. Và dẫn đầu với 75 điểm là Nguyên Vũ. Chúc mừng cả 4 thí sinh. Tha Cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Kính mời quý vị khán giả vượt chướng ngại vật cùng các thí sinh bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp CNV cách đáp án gửi 8069, trong đó đáp án viết liền không dấu. Hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên trong các khán giả trả lời đúng để trao thưởng.
vượt chướng ngại vật. Nguyên Vũ đang tạm thời dẫn đầu với số điểm 70. Và thời điểm này đây, chúng tôi đang rất muốn lắng nghe cũng như là đón xem không khí tại điểm cầu Thái Bình để xem các bạn đang chờ đợi điều gì và mang đến điều gì cho Nguyên Vũ ạ. Chúng tôi đang có mặt ở Hưng Hà, Thái Bình và rất tự hào với phần khởi động vô cùng tuyệt vời của Nguyên Vũ. Em thân mến, như anh đã nói, em hãy giữ phong độ từ đầu đến cuối, chiến thắng sẽ có thể thuộc về em. Và chúng tôi cảm ơn, xin chúc cho Olympia của chúng ta và tôi cũng chúc cho ba thí sinh còn lại hãy thật bình tĩnh để cống hiến một trận đấu đẹp mắt. Xin cảm ơn điểm cầu của Thái Bình, một điểm cầu mà luôn luôn mang lại cho chúng ta rất nhiều năng lượng tích cực. Còn Đình Tùng, điểm cầu của Đình Tùng thì mọi người cũng đang hò reo và cùng ca hát cùng nhau. À, Đình Tùng, em có đói không? Cũng em đang rất no ạ. Đang rất no à? Đã ăn đầy đủ thức ăn Hải Phòng trước khi đến với chung kết đường lên đỉnh Olympia chưa? Dạ rồi ạ. Thế bây giờ ở Hà Nội thì không có đồ ăn Hải Phòng đâu, nhưng mà trường quay S14 sẽ gửi cho em rất nhiều không khí từ quê hương của mình. Xin mời điểm cầu Hải Phòng. Càng rơi, Đình Tùng sẽ càng máu. Hải Phòng không lòng vòng. Và tất cả chúng tôi vẫn đang ngồi dưới mưa, cổ vũ hết mình cho Vũ Bùi Đình Tùng, nhà vô địch, sở hữu vòng nguyệt quế của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Đình Tùng ơi, em hãy hết sức bình tĩnh. Anh thấy rằng phong cách của em đó là càng chơi càng mạnh, càng chơi càng khỏe, càng chơi càng chiến thắng. Vâng, một không khí rất sôi động đến từ điểm cầu Hải Phòng. Và Đình Tùng, em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy thế nào về những không khí này? Em còn thấy tự tin hơn rồi ạ. Tự tin hơn rồi. Đã bao giờ thấy ở khi mà em có mặt ở Hải Phòng, đã bao giờ thấy không khí sôi động như vậy chưa? Chắc là không khí sôi động chỉ sau lễ hội Phượng Đỏ thôi ạ. Sau lễ hội Hoa Phượng Đỏ thôi. Và rất cảm ơn các quý vị khán giả cũng như là những người thân của Đình Tùng đã mang đến không khí này đến với trường quay S14 này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng một chút điểm cầu Hà Nội với trường quay S14 này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng một mà hôm nay cũng phải dũng cảm nhảy vì Nguyễn Sơn, bởi vì không khí cổ vũ dành cho bạn lúc này đây cực kỳ là sôi động và chúng tôi rất là tự hào về những gì mà bạn vừa thể hiện sau phòng thi khởi động. Cứ giữ phong độ như vậy và bứt phá rất là tuyệt vời để giành vòng nguyệt quế về cho trường An chàng trai của chúng tôi nhá. Có rất nhiều người vì em mà có những lần đầu tiên đấy. Đó là những tình cảm mà những gia đình, thầy cô, bè bạn ở Hà Nội dành tặng cho em. Và hãy lấy những tình cảm đó làm động lực để cố gắng trong những phần thi tiếp theo nhé. Dạ vâng ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên màn hình để cùng theo dõi không khí tại điểm cầu Sơn La. Anh Đức Sơn La ơi, em cảm thấy như thế nào về cái không khí ở Sơn La vừa rồi? Em nghĩ là không khí ở Sơn La rất cháy, đủ cháy để kiểu kể cả ở đây có tuyết hay là có bão chăng nữa, mọi người cũng sẽ ủng hộ được em. Tôi thì muốn tò mò hỏi nhỏ anh Đức một chút,
Cái bạn nữ mà chúc bạn cuối cùng đấy là ai đấy? À, bạn cùng lớp của em, không có gì đâu. Không có gì đâu, ô đợt đã ai hỏi gì đâu đã mà không có gì đâu. Chưa gì đã bảo không có gì đâu. Ờ, chưa đánh đã khai này. Chứng tỏ đó là một người bạn rất là đặc biệt thì mới được đại diện cho cả lớp đến đây để chúc anh Đức chứ nhỉ? Bạn ấy là một trong những người kiểu ủng hộ em sớm nhất trong việc đi Olympia. Ồ, ủng hộ như thế nào đấy ạ? Chế ra chan và kiểu cũng tập luyện nhảy nhót rất kiểu ạ. Tập luyện nhảy nhót để làm gì ạ? Để cố vui cho em mà. Phải nói là một điều rất là tuyệt vời khi mà đường lên đỉnh Olympia đã mang lại một sự kết nối ở những tỉnh thành, từ một thí sinh tham gia những phòng thi tuần, quý, tháng đến bây giờ cả tỉnh thành cùng nhau tụ hợp lại để có thể cổ vũ và mang lại sức mạnh cho cả bốn bạn thí sinh để chinh phục đỉnh cao của tri thức. Vâng, như vậy là trong thời gian vừa rồi chúng tôi vừa tiến hành kiểm tra lại điểm của phần thi khởi động của cả bốn bạn thí sinh và Nguyên Vũ đã có một số điểm thay đổi một chút. Bạn được cộng thêm 5 điểm. Số điểm hiện tại của Nguyên Vũ đang là 75 điểm. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần thi tiếp theo, vượt chướng ngại vật. Và ở phần thi vượt chướng ngại vật ngày hôm nay, các thí sinh hãy thật nhanh chóng tìm ra một ẩn số gồm có 16 chữ cái. 4 từ hàng ngang đã rõ, người đầu tiên lựa chọn một từ hàng ngang. Xin mời Đình Tùng. Câu trả lời của em sẽ chọn hàng ngang số 3. Hàng ngang số 3 gồm có 4 chữ cái. Các bạn hãy cho biết từ nào còn thiếu trong đoạn thơ sau. Non xanh đã biết hay chưa? Đi ra bể lại mưa về nguồn, trích Tản Đà. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Rất ngỡ ngàng và có phần thảng thốt ạ. Chúng tôi đã nhận được tín hiệu trả lời câu hỏi từ người đang đứng ở vị trí số 1. Số 1 đó là Đinh Tùng. Câu trả lời chướng ngại vật của em là... Thưa Đình Tùng, trước hết thì chắc chắn là trong những giây phút này vô cùng căng thẳng và hồi hộp. Chúng tôi muốn nhắc lại với các bạn thí sinh, chướng ngại vật của chúng tôi là một từ khóa bao gồm 16 chữ cái. Và không biết là Đình Tùng đã thực hiện thao tác cơ bản nhất là đếm tổng số chữ cái chưa? Em đã đếm tổng số chữ cái rồi ạ. Mời bạn. Câu trả lời chướng ngại vật của em là phát triển bền vững ạ. Phát triển bền vững. Dựa vào đâu bạn đưa ra câu trả lời này ạ? Em dựa vào từ hàng ngang này ạ. Chỉ là một từ hàng ngang đầu tiên và chúng ta thậm chí còn chưa biết đáp án của từ hàng ngang này là gì. Bạn có nghĩ là mình quá liều lĩnh không? Em nghĩ là nếu em không bấm thì em sẽ rất là tiếc ạ. Vì đây là cái chướng ngại vật mà em đã thực sự là rất là yêu quý nó. Rất là yêu quý và dành nhiều tình cảm cho chướng ngại vật này. Phải nói rằng trong cuộc thi chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 thì mỗi thí sinh đều mang trong mình một cái sự liều lĩnh nhất định để có thể giành được trọn vẹn tối đa số điểm. Nhưng bên cạnh đó, sự thận trọng chắc là cần thiết hơn bao giờ hết. Chúng tôi xin được công bố câu trả lời Đình Tùng vừa đưa ra chưa phải là đáp án chính xác. Rất tiếc. Nhưng mà chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cổ vũ cho Đình Tùng để em ấy có thể trở lại một cách mạnh mẽ hơn nữa trong những phần thi sau. Bởi vì sau phần thi vượt chướng ngại vật chúng ta còn rất nhiều câu hỏi nữa Tùng ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần trả lời câu hỏi của các thí sinh còn lại đối với từ hàng ngang này. Chúng tôi nhận được câu trả lời của Nguyên Sơn là sông, Nguyên Vũ chọn là nước và anh Đức chọn là nước. Chúng tôi xin chúc mừng hai thí sinh đã giành được những điểm 10 đầu tiên, đó chính là Nguyên Vũ và anh Đức. Nước là đáp án chính xác cho từ hàng ngang này. Vâng, các bạn hãy chú ý nhé. Chướng ngại vật của chúng ta gồm có 16 chữ cái, còn đồ họa hiện đang đề là 12 chữ cái là sai nhé. Các bạn phải thật chú ý. 16 chữ cái nhé. Người tiếp theo lựa chọn một từ hàng ngang, đó chính là Nguyên Sơn. À, nhưng trước đó chúng ta sẽ cùng xem một góc của hình ảnh gợi ý. Chưa có tiếng chuông nào được vang lên tiếp theo. Bây giờ thì Nguyên Sơn sẽ đến lượt lựa chọn của bạn. Em xin chọn từ hàng ngang số 4 ạ. Hàng ngang số 4 gồm có 6 chữ cái với câu hỏi như sau.
mạng điện gia đình. Aptomat là thiết bị tự động có chức năng thay thế cho cả cầu chì và thiết bị điện nào? Liệu hàng ngang số 4 này có được giải đáp? Xin mời những câu trả lời của các bạn thí sinh. Khá bất ngờ, chúng tôi chỉ nhận được duy nhất một câu trả lời từ Nguyên Sơn, đó chính là công tơ, và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhận được câu trả lời bằng bảng của anh Đức, đó là cầu dao. Và xin thông báo, một thí sinh đã trả lời chính xác, người đó là đại diện đến từ Sơn La, anh Đức. Chúc mừng anh Đức, bạn đã có thêm một điểm 10 và chúng ta đã giải đáp được hàng ngang số 4, cầu dao. Và anh Đức đã giúp tất cả các thí sinh của chúng ta nhìn thấy góc hình ảnh gợi ý tiếp theo. Wow, một góc hình ảnh có thể coi là rất nhiều thông tin. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt lựa chọn của Nguyên Vũ. Em chọn hàng ngang số 2. Hàng ngang số 2 gồm có 7 chữ cái. Câu hỏi cho hàng ngang số 2 như sau. Theo quyết định số 05-2020 QĐ-TTG cấp, lũ được phân thành 3 cấp căn cứ vào đặc điểm, độ lớn, mực nước lũ và mức độ tác động của lũ lụt đến an toàn đê điều, bờ, bãi sông, công trình và dân sinh, kinh tế xã hội trên khu vực. Sau đây là những phương án được đưa ra bởi những nhà leo núi. Nguyên Sơn và Nguyên Vũ có chung một đáp án trả lời, đó là báo động. Còn câu trả lời của anh Đức là cảnh báo. Ở câu hỏi này, chúng tôi xin chúc mừng Nguyên Sơn và Nguyên Vũ. Báo động là đáp án chính xác. Như vậy là chúng ta sẽ được nhìn thấy một góc hình ảnh gợi ý tiếp theo. Đã rõ ràng hơn một chút rồi. Bây giờ chúng ta chỉ còn một từ hàng ngang nữa thôi. Từ hàng ngang số 1 gồm có 1 chữ số. Câu hỏi của từ hàng ngang này như sau. Các bạn hãy cho biết hiện nay Việt Nam có bao nhiêu tỉnh mà tên bắt đầu bằng chữ cái N? Xin mời những câu trả lời của các bạn thí sinh. Có hai con số khác nhau được đưa ra, Nguyên Sơn chọn là 2 và Nguyên Vũ là 8. Trong đó, câu trả lời của anh Đức là 2. Rất tiếc, chưa có bạn thí sinh nào đưa ra câu trả lời chính xác. Một phần thi vượt chướng ngại vật khá khó, nhưng đó chính là một tính chất của chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 để chọn ra thí sinh xuất sắc nhất. Bây giờ thì các bạn sẽ chỉ còn một ô trung tâm nữa thôi. Và hãy trả lời câu hỏi ô trung tâm này. Gợi ý của các bạn là câu trả lời sẽ có 4 chữ cái. Câu hỏi như sau. Các bạn sẽ được lắng nghe một đoạn bài hát và các bạn hãy cho biết từ nào còn thiếu trong đoạn bài hát sau. Ôi cao nguyên những chiến sĩ cao nguyên bên anh lửa bập bùng. Những
gương mặt lộ rõ sự bối rối. Tuy nhiên trước hết chúng ta hãy tìm hiểu xem hàng ngang này có được giải đáp hay không. Xin mời những câu trả lời. Duy nhất Nguyên Vũ đưa ra câu trả lời là cháy. Và đó cũng là đáp án chính xác. Xin chúc mừng Nguyên Vũ. Và anh Đức cũng là câu trả lời cháy. Anh Đức đã có thêm 10 điểm. Và bên cạnh đó thì chúng tôi vừa nhận được tín hiệu trả lời phần thi vượt chướng ngại vật đến từ vị trí đứng của Nguyên Sơn. Em xin trả lời chướng ngại vật cho trận hôm nay, đó là tiêu lệnh chữa cháy ạ. Xin mời anh Đức một tiếng chuông tiếp theo. Câu trả lời của em là phòng cháy chữa cháy ạ. Tiêu lệnh chữa cháy, phòng cháy chữa cháy có những liên quan nhất định. Sau khi công bố kết quả của mình thì Nguyên Sơn vẫn có một sự tự tin trên gương mặt, còn anh Đức thì có vẻ hơi nuối tiếc đúng không ạ? Và chúng tôi xin được thông báo chính thức một trong hai thí sinh đã trả lời chính xác. Và đó chính là Vũ Nguyên Sơn. Hôm nay chúng ta cùng nhau nhắc về từ khóa tiêu lệnh chữa cháy. Tiêu lệnh chữa cháy bao gồm 4 bước. Bước 1, khi có xảy ra cháy nổ thì phải báo động gấp. Bước 2, cúp cầu giao điện. Bước 3, dùng bình chữa cháy, cát, nước để dập lửa. Bước 4, gọi điện 114 để đội phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp. Vâng, và việc nắm vững và thực hành thành thạo các bước trên rất quan trọng để mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ sở kinh doanh ứng phó kịp thời khi có hỏa hoạn xảy ra. Và ngày 4 tháng 10 là ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Và lúc 14 giờ 10 phút ngày hôm nay trên kênh VTV1 sẽ có chương trình Chúng tôi là chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022. Và kính mời quý vị khán giả hãy chú ý đón xem. Và như vậy các thí sinh của chúng ta đã vượt qua phần thi khởi động và phần thi vượt chướng ngại vật. Bây giờ là lúc chúng ta cùng xem số điểm mà họ đang có sau hai phần thi đầu tiên là như thế nào. Đang sở hữu 30 điểm là Đình Tùng, 70 là điểm số của Nguyên Sơn, anh Đức đang có 70 điểm và dẫn đầu với 105 điểm là Nguyên Vũ. Và trong phần thi vượt chướng ngại vật thì chúng tôi xin chúc mừng khán giả may mắn đã đoán đúng vượt chướng ngại vật. Khán giả sẽ nhận được một phần quà trị giá 5 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần thi với rất nhiều những điểm số cao và hy vọng rằng sẽ mang lại thật nhiều hứng khởi cho quý vị khán giả cũng như các bạn thí sinh. Đó là phần thi tăng tốc. Thaco hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Kiên trì và bền bỉ, hội nhập khu vực và thế giới, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, nâng tầm nông nghiệp Việt Nam, mang lại giải pháp vận chuyển tối ưu, một điểm dừng nhiều dịch vụ phù hợp với phong cách sống hiện đại, tận tâm vì giá trị thật, đồng hành sẻ chia và có trách nhiệm với xã hội. Thaco, phát triển cùng đất nước. Bạn yêu kiểu tóc nào? Mình thường xuyên nhuộm tóc. Mình mê uốn tóc gợn sóng. Mình không lo tóc khô sơ và hư tổn. Đồ phục hồi hư tổn với công nghệ độc quyền định vị hư tổn chính xác, giúp nuôi dưỡng chính xác phần tóc hư tổn và tái tạo tóc hiệu quả cho mái tóc suôn mượt khỏe đẹp. Đồ đột phá mới từ Đồ, sữa tắm dưỡng thể Đồ hoàn toàn mới, công thức có dưỡng chất hỗ trợ lợi khuẩn trên da, giúp cải thiện lớp giữ ẩm, cảm nhận làn da mềm mịn hơn tức thì sau mỗi lần tắm. Sữa tắm Đồ hoàn toàn mới. Nóng cam go thách thức da đầu đàn ông, gầu ngứa, mồ hôi, vi khuẩn, đặc chế riêng cho da đầu đàn ông. Clement Cool Sport mặt hạ mới,
với công nghệ sạch gầu, 3X sức mạnh đánh bay gầu ngứa, mồ hôi, vi khuẩn. Đàn đàn ông phải thử Climen. Kính mời quý vị khán giả cùng tăng tốc với các thí sinh bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp OLTT cách X cách Y gửi 8069. Trong đó X là mã số câu hỏi, lần lượt là 1, 2, 3, 4. Y là đáp án câu tăng tốc tương ứng viết liền không dấu. Hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên trong các khán giả trả lời đúng để trao thưởng. Xin mời quý vị khán giả tiếp tục dự đoán thí sinh vô địch đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 để nhận được một phần quà trị giá 10 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Thời gian bình chọn đến trước phần thi về đích. Nhất trong phần thi vượt chướng ngại vật. Và chúng tôi xin mời quý vị khán giả sẽ cùng tham gia phần thi tăng tốc cùng chúng tôi, và chúng ta sẽ tham gia phần thi và nhận được những phần quà giá trị đến từ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Và giải thưởng sẽ là gì hả anh Huy? Vâng, giải thưởng dành cho khán giả chiến thắng sẽ là phần quà trị giá 5 triệu đồng đến từ nhà tài trợ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tăng tốc đầu tiên. Xin mời câu hỏi. Đây là những dấu ấn của vị lãnh đạo tài năng nào? Và trong các bức ảnh chúng ta có thể thấy các dữ kiện: đường dây tải điện 500 kV Bắc Nam mạch 1, công trình thoát lũ ra biển Tây, đường Hồ Chí Minh xuyên Việt và nhà máy lọc dầu Dung Quất ngày 23 tháng 11 năm 1922. Xin mời. Khoảng cách điểm có được rút gọn sau câu trả lời này hay không? Xin mời những câu trả lời của các bạn thí sinh. Như vậy Đình Tùng có câu trả lời là Võ Văn Kiệt, đó cũng là đáp án mà Nguyên Sơn và Nguyên Vũ đưa ra. Còn anh Đức có câu trả lời là Nguyễn Phú Trọng, là Tổng Bí thư hiện nay của Đảng ta. Vâng, và câu hỏi của chúng tôi đang muốn nhắc đến một vị lãnh đạo đã có tầm tư duy chiến lược sắc sảo, nhạy bén, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Và ngày 23 tháng 11 tới đây, chúng ta sẽ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Và đó là cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Điều đó có nghĩa? Xin chúc mừng Đình Tùng có thêm 40 điểm, Nguyên Sơn có thêm 30 điểm và Nguyên Vũ có thêm 20 điểm. Phần thi tăng tốc luôn là một phần thi vô cùng thú vị bởi vì các bạn thí sinh sẽ cùng nhau so tài kiến thức, tư duy nhanh, đánh máy nhanh và chính xác. Và sau đây sẽ là cơ hội tăng tốc thứ hai dành cho các bạn. Các bạn hãy sắp xếp các sự kiện kỷ niệm sau theo thứ tự thời gian diễn ra trong năm 2022. Lưu ý các bạn chỉ cần sắp xếp các con số. Xin mời. Bạn thí sinh nào sẽ có khả năng sâu chuỗi, nhanh và chính xác nhất? Sau đây là những câu trả lời. Như vậy Đình Tùng đưa ra lựa chọn là 1423, Nguyên Sơn là 2143, Nguyên Vũ là 4213 và anh Đức là 1423. Như vậy chỉ có mỗi Đình Tùng và anh Đức là chung chí hướng thôi. Chúng ta sẽ cùng biết đáp án của câu hỏi này. Thưa quý vị khán giả, năm 2022 là năm diễn ra rất nhiều sự kiện đặc biệt và chúng tôi có muốn các bạn thí sinh cùng sâu chuỗi những sự kiện vô cùng quan trọng này. Đầu tiên, đó là 50 năm chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh 1972-2022.
Thứ hai, 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị ngày 1 tháng 5 năm 1972 tới ngày 1 tháng 5 năm 2022. Thứ ba, 70 năm chiến thắng Tây Bắc ngày 10 tháng 12 năm 1952 tới ngày 10 tháng 12 năm 2022. Và tiếp tục và cuối cùng, 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không 18 tháng 12 năm 1972 và 18 tháng 12 năm 2022. Đáp án chính xác của chúng tôi là 4, 1, 2, 3. Không có bạn thí sinh nào trả lời được chính xác câu hỏi này, rất đáng tiếc ạ. Một câu hỏi rất khó và hy vọng rằng các bạn thí sinh hãy giữ thật bình tĩnh để đến với câu hỏi tiếp theo. Nguyên Vũ thì đang lắc đầu và tôi hy vọng rằng trong cơ hội tăng tốc tiếp theo thì không ai phải lắc đầu cả. Xin mời các bạn đến với cơ hội tăng tốc này. Các kim đồng hồ đều chỉ đúng, nhầm lẫn duy nhất là chiều dài của ba kim đang bằng nhau. Hỏi kim nào là kim chỉ phút? Một câu hỏi yêu cầu các bạn thí sinh có khả năng tư duy sắc bén và cao độ. Sau đây sẽ là những phương án được đưa ra bởi những nhà leo núi. Như vậy là đã có hai đáp án được các bạn đưa ra. Đó chính là Đình Tùng và Nguyên Sơn lựa chọn là C. Và Nguyên Vũ Anh Đức lựa chọn là A. Chúng tôi muốn hỏi Đình Tùng tại sao lại C ạ? Nếu kim phút C, kim C là kim phút thì kim A đang chỉ vào số 10, đúng số 10. Thì kim C chắc phải là kim phút để chỉ đúng vào số 12. Thì khi đó thì mới tạo thành hình đúng ạ. Vâng, ở trong câu hỏi này thì chúng ta có thể nhìn thấy nếu kim A và kim C là kim giờ thì không đúng. Vì khi chỉ tròn giờ như vậy thì kim phút và kim giây phải ở vị trí số 12. Kim như vậy thì kim B sẽ là kim giờ. Kim C không thể là kim phút. Vì kim C đang chỉ số 12 mà kim giờ đang chỉ giờ kém. Vậy C là kim giây và A là kim phút ạ. Chúc mừng Nguyên Vũ có thêm 40 điểm và Anh Đức giành được thêm 30 điểm. Hiện tại bây giờ thì Nguyên Vũ đang thể hiện rất tốt với biệt danh mà mọi người gọi cho bạn, đó là ông vua tăng tốc đúng không ạ? Nhưng mà với phần thi tăng tốc thì cơ hội đều dành đều cho cả 4 bạn thí sinh và chúng ta chưa thể khẳng định được chắc chắn điều gì sẽ xảy ra hay thứ hạng sẽ như thế nào. Sau đây sẽ là cơ hội tăng tốc cuối cùng dành cho các bạn thí sinh. Hãy thật tập trung nhé. Các bạn hãy nhìn lên phía trước. Đây là gì? Những dữ liệu cuối cùng đã cho chúng ta thấy từ khóa trong đoạn video clip vừa rồi, Internet. Và chúng tôi có thêm một số thông tin cho quý vị khán giả cũng như các bạn thí sinh. Kể từ ngày 19 tháng 11 năm 1997, ngày đầu Việt Nam hòa mạng Internet toàn cầu, và trong 25 năm qua, Internet đã tạo ra những thay đổi tích cực và mạnh mẽ, đặc biệt với công cuộc chuyển đổi số. Ngày 10 tháng 10 tới đây sẽ là ngày chuyển đổi số quốc gia, và chủ đề của năm nay là chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Và mạng Internet chính là nền tảng cơ bản để chúng ta có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng điều quan trọng hơn cả, ai mới là người trả lời nhanh nhất và chính xác nhất cho câu hỏi về tổng hợp ở phần thi tăng tốc? Xin mời! Cả 4 bạn đều có câu trả lời là Internet. Và người giành được 40 điểm là Nguyên Sơn.
30 điểm thuộc về anh Đức, Đình Tùng có thêm 20 điểm và Nguyên Vũ giành được thêm 10 điểm. Các thí sinh của chúng ta đã tận dụng khá tốt những cơ hội tăng tốc của mình và số điểm của họ đã tăng lên khá nhiều rồi. Tuy nhiên thì khoảng cách giữa người dẫn đầu và người đứng thứ hai vẫn chỉ là một con số khá nhỏ mà thôi. Và vì thế là phần thi về đích chắc chắn là một phần thi cực kỳ hồi hộp và gay cấn đây. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Ngay bây giờ hãy cùng tổng kết số điểm mà bốn bạn đang có sau phần thi tăng tốc. Chín mươi là điểm số của Đình Tùng, đã có 130 điểm là anh Đức, 140 là điểm số của Nguyên Sơn và tạm thời dẫn đầu với 175 điểm là Nguyên Vũ. Và như vậy là các thí sinh của chúng ta đã trải qua 3 phần thi trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ là lúc chúng ta cùng thư giãn một chút và các bạn thí sinh sẽ biến thành những khán giả để cổ vũ cho phần chơi của các điểm cầu ạ. Các điểm cầu của chúng ta đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ có 3 câu hỏi và các điểm cầu sẽ lần lượt trả lời. Và chúng ta sẽ có rất nhiều giải thưởng cho các điểm cầu nữa. Giải thưởng đó là gì ạ anh Huy? Vâng, tham gia trả lời sẽ là đại diện của 4 điểm cầu và giải thưởng nhận được như thế này. Giải thưởng dành cho đội nhất là một phần quà trị giá 10 triệu đồng. Giải thưởng dành cho đội nhì là một phần quà trị giá 5 triệu đồng. Và giải thưởng dành cho đội 3 và đội thứ 4 là một phần quà trị giá 3 triệu đồng. Và tất cả giải thưởng đều đến từ nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Nghe hấp dẫn đúng không ạ? Và bây giờ không biết là các điểm cầu đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Chúng tôi đã nhận được rất là nhiều câu hỏi từ quý vị khán giả cũng như đại diện từ ban cố vấn và chắc chắn đây là những câu hỏi vô cùng hấp dẫn, thú vị, có thể gây khó phần nhiều cho một số các bạn thí sinh đấy ạ. Nhưng mà không biết là những người cổ động viên của các bạn thí sinh thì có thể trả lời được xuất sắc hay không? Chúng ta hãy đến với câu hỏi đầu tiên cho phần thi điểm cầu. Câu hỏi như sau. Nhiều quá à anh? Nhiều rất quá. Nhiều câu hỏi, bây giờ là MC sẽ phải lựa chọn xem là câu hỏi nào đắt giá nhất để có thể... Chắc phải nhờ phòng máy giúp để nói có thể... giúp câu hỏi số 1 nào. Tên các quân khu của Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay được đặt theo các con số từ 1 đến 9, ngoại trừ 2 con số nào? Xin mời các điểm cầu ạ. Xin mời. 15 giây bắt đầu. Điểm cầu nào cũng giơ tay sẵn sàng rồi ạ. Không biết là trong phòng máy sẽ ra tín hiệu điểm cầu nào đầu tiên ạ. Chúng ta sẽ theo thứ tự nhé ạ. Điểm cầu Hải Phòng ạ. Sẵn sàng rồi ạ. Không biết là trong phòng máy sẽ ra tín hiệu điểm cầu nào đầu tiên ạ. Chúng ta sẽ theo thứ tự nhé ạ. Điểm cầu Hải Phòng ạ. Sẵn sàng rồi ạ. Không biết là trong phòng máy. Điểm cầu Hải Phòng xin được đưa ra câu trả lời. Bắc quân khu của Quân đội Nhân dân Việt Nam được đặt theo số thứ tự từ 1 đến 9 trừ 2 số 6 và 8. Nhân dân Việt Nam được đặt theo số thứ tự từ 1 đến 9 trừ 2 số 6 và 8. Vâng, một câu trả lời rất là chắc chắn đến từ điểm cầu Hải Phòng. Xin cảm ơn MC Đức Bảo. Em cũng hãy cổ vũ cho những người bạn ở nhà đi. Và quý vị khán giả hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho 4 thí sinh của chúng ta. Vâng, xin mời điểm cầu Hà Nội. Vâng ạ, cầu của Trường An cổ vũ cho Nguyên Sơn, cho nên là cái phong cách trả lời phải giống Nguyên Sơn. Mọi người có nhớ lúc nãy khi mà Nguyên Sơn trước khi trả cửa lời chướng ngại vật thì bạn làm gì không ạ? Đáp án của chúng tôi là 6 và 8, đương nhiên rồi ạ. Xin mời điểm cầu Thái Bình. Đây là đáp án của Thái Bình ạ. Và cho dù là không cần dẫn chương trình, chúng tôi là chiến sĩ, chúng tôi cũng biết đáp án chính xác là 6 và 8 ạ. Đây là kết quả cuối cùng của chúng tôi. Còn điểm cầu của Sơn La thì sao ạ? 6 và 8 ạ. Đây là kết quả cuối cùng của chúng tôi. Còn điểm cầu của Sơn La thì sao ạ? Chúng ta đáp án của chúng ta là 6 và 8.
cùng chung đáp án với lại các đầu cầu khác ạ. Thời tiết thì mưa lâm râm nhưng mà không thể nào cản trở được cái tinh thần, cái không khí của những người dân tại điểm cầu của các bạn thí sinh. Và chúng tôi xin công bố đáp án chính xác cho câu hỏi này, đó là 6 và 8. Xin chúc mừng cả 4 điểm cầu. Thưa quý vị, VTV3 hiện nay có chương trình Quân khu số 1 phát sóng vào sáng thứ Bảy hàng tuần, là sân thi đấu đầy thách thức với sự tham gia của các lực lượng tinh nhuệ đến từ 7 quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô. Mời quý vị đón xem. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 2 ở trong phần thi dành cho các điểm cầu. Và xin mời một vị khách đặc biệt, anh Huỳnh Anh Vũ, nhà vô địch đường lên đỉnh Olympia năm thứ 8 sẽ là người đưa đến câu hỏi cho các điểm cầu ạ. Vâng, anh Huỳnh Anh Vũ ở đâu ạ? Có thể giơ cánh tay không ạ? Rồi, xin chào anh. Vâng, xin mời anh Huỳnh Anh Vũ. Đầu tiên thì rất là cảm ơn anh Ngọc Huy và bạn Khánh Vy. À, trước khi đưa ra câu hỏi thì mình xin có đôi lời nhắn gửi cho tới 4 bạn thí sinh ngày hôm nay. À, cái hành trình leo núi ngày hôm nay dù có thành công hay là thất bại thì đó cũng chỉ là một cái khởi đầu trong cuộc đời của mình mà thôi. À, mình tin chắc là trong tương lai, bốn em nam ở đây, bốn em trai ở đây sẽ có nhiều cái cơ hội để mà chinh phục những cái đồi núi khác nữa. Nhưng mà xin mở ngoặc là các em trai phải hiểu cái ý của anh là hoàn toàn trong sáng nha. Một lời khuyên rất là chân tình từ một người anh tiền bối ạ. Xin mời anh đưa ra câu hỏi ạ. Dạ vâng. À, sau đây là câu hỏi dành cho các điểm cầu. Câu hỏi như sau: vào mùa sinh sản thì chim nhạn đực sẽ tỏ tình với chim nhạn cái bằng món quà gì? Một câu hỏi rất thú vị ạ. Các bạn thí sinh câu hỏi đã bao giờ tỏ tình bao giờ chưa? Nhưng mà chắc chắn đây là một câu hỏi cực kỳ thú vị dành cho các điểm cầu. 15 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu ạ. Vào mùa sinh sản, chim nhạn đực thường tỏ tình chim nhạn cái bằng món quà gì? Đã hết thời gian suy nghĩ và tôi thấy là một số điểm cầu vẫn đang còn rất là loay hoay. À, có điểm cầu của Thái Bình là sẵn sàng rồi ạ. Xin mời anh Trần Ngọc. Chúng tôi sẽ mời điểm cầu Hải Phòng trước nhé. Các bạn ơi, bên cầu. Chúng tôi sẽ mời điểm cầu Hải Phòng trước nhé. Đây đây, điểm cầu Hải Phòng. Các bạn ơi, mời. Đáp án của điểm cầu Hải Phòng là gì ạ? Chúng tôi sẽ mời điểm cầu Hải Phòng trước nhé. Đáp án của chúng em là đây, con cá. Điểm cầu Hải Phòng. Chuẩn nhanh nhá. Chuẩn 100%. Con cá. Điểm cầu Hải Phòng trước nhé. Đáp án của chúng em là. Xin mời điểm cầu Hà Nội ạ. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là câu hỏi để phân định xem chiến thắng thuộc về điểm cầu nào đây. Bây giờ xin mời điểm cầu Hà Nội. Vâng, thực sự là chúng tôi rất là bất ngờ với đáp án của cầu Hải Phòng đấy ạ. Công nhận là trong suy nghĩ của cầu Hải Phòng, tức là con chim nhạn nó phải hơi quả cáp một tí, nó phải mất công đi kiếm cá rồi nó mới tặng cho con chim nhạn bạn gái của nó được. Nhưng mà cầu chúng tôi là không những trả lời bằng chữ mà trả lời bằng ngôn ngữ cơ thể luôn. Quà tặng mà chim nhạn trống tặng cho chim nhạn mái là mua một món quà rất là thành tâm, đầy tâm ý, chắc chắn sẽ chinh phục được bạn gái của mình ạ. Múa, nhưng mà ở đây chúng ta còn có một con chim nhạn trống ấy ạ. Nhưng mà đó cũng là một phần quà rất là đáng yêu. Xin mời điểm cầu của Thái Bình ạ. Hà Nội thân mến, S14 thân mến, nói về chuyện tỏ tình thì phải hỏi Thái Bình nhá. Em ơi, đáp án là gì? Đáp án là cá. Đáp án của chúng tôi là cá. Không biết là hỏi tỉnh Thái Bình hay là hỏi anh Trần Ngọc đây. Xin cảm ơn điểm cầu Thái Bình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem câu trả lời từ phía điểm cầu Sơn La là như thế nào. Xin cảm ơn điểm cầu Thái Bình.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem câu trả lời từ phía điểm cầu Sơn La là như thế nào. Vâng, và với câu trả lời lần này thì hy vọng là chúng tôi sẽ có thể có cơ hội để giành lấy phần thưởng đó là 10 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Tha Cô, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Đáp án của chúng tôi là cá. Tại sao lại là cá? Câu trả lời của chúng em là cá. Vì sao ạ? Tại vì con đường nhanh nhất để đến tình yêu chính là đi qua bao tử. Một sự phân tích rất là hay. Không biết là con đường đi tới trái tim của anh Đức thì qua bao tử không ạ? Qua cái gì ạ? Em ấy kinh nghiệm nên không biết câu cái này. Đáp án chính xác của chúng ta đó chính là con cá. Vâng, và phần thi dành cho các điểm cầu ngày hôm nay thì giải thưởng dành cho đội nhất là một phần quà trị giá 10 triệu đồng. Giải thưởng dành cho đội nhì nhận được phần quà trị giá 5 triệu đồng. Và đội thứ 3, thứ 4 nhận được phần quà trị giá 3 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Tha Cô, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Và chúng ta có thể nhìn thấy kết quả trong phần thi vừa rồi. Có mỗi một điểm cầu là được nhì thôi. Đó chính là điểm cầu Hà Nội. Các cầu còn lại xin chúc mừng đều giành được giải nhất. Và đã đạt được phần quà của nhà tài trợ Tha Cô, công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải. Một câu hỏi vô cùng đáng yêu để thấy rằng là loài động vật cũng thể hiện tình cảm cũng giống như loài người đúng không ạ? Rất là đáng yêu và đó cũng là những tình yêu thương mà quý vị khán giả cũng như những tình thành của mình dành tặng cho bốn bạn thí sinh để các bạn lấy lại động lực cố gắng hơn nữa. Một bước lùi, ba bước tiến cho phần thi về đích. Tha Cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình.